Tại Đà Nẵng, cụm thi đua 4 tỉnh, thành phố phía Bắc quân khu tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2023. Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy quân khu chủ trì hội nghị. Hội nghị đánh giá năm qua, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang 4 tỉnh, thành phố phía Bắc quân khu tiếp tục phát triển đồng bộ, có chiều sâu, bám sát phương châm, chủ đề thi đua của năm, đoàn kết mẫu mực, kỷ cương sáng tạo, quyết thắng, gắn với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, góp phần tạo động lực thúc đẩy các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra. Nổi lên là các đơn vị đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, củng cố xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ. Chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của lực lượng vũ trang từng bước được nâng lên, tham gia và đạt giải cao các hội thi hội thao do cấp trên tổ chức, duy trì thực hiện tốt nền nếp chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật, phát huy tốt dân chủ, đoàn kết trong tập thể, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh xuất sắc, gắn với xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, có nhiều chuyển biến tích cực. Xác định năm 2024 là năm tập trung tổ chức nhiều sự kiện quan trọng như tổ chức đại hội thi đua quyết thắng từ cấp cơ sở đến toàn quân, kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Thời gian tới, các đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị của các cấp về công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng, chú trọng các khâu đột phá, cách làm mới sáng tạo, hiệu quả để phong trào thực sự đi vào chiều sâu, tạo động lực mạnh mẽ cho mỗi cán bộ chiến sĩ vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp mẫu mực, trách nhiệm cao, làm việc hiệu quả, nâng cao trình độ huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn.